vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình phố Bảo Lộc. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần tương thân tương ái, từ những mô hình giúp nhau của hội viên phụ nữ, rất đông chị em đã vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống và làm giàu chính đáng. Rất nhiều những ngôi nhà đẹp cũng đã được xây nên từ chính phong trào vận động này. Trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh đẹp tại chi hội phụ nữ thôn Nao Sari, xã Lộc Nga qua phóng sự từ mô hình những ngôi nhà đẹp. Tiếp đó là phóng sự những chiếc áo xanh mang mùa xuân về. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm hướng về cơ sở, năm 2017 vừa qua, Hội Liên Phụ Nữ Thành phố đã tập trung chỉ đạo cơ sở hội xây dựng một số mô hình trong thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3-sạch, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Một trong những mô hình nổi bật là mô hình phụ nữ dân tộc thiểu số giúp nhau xây nhà đẹp tại thôn Nao Sari, xã Lộc Nga. Dẫn chúng tôi đi tham quan một số căn nhà mới xây của hội viên phụ nữ trong chi hội. Chị Cát Thuyền, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Nao Sari, xã Lộc Nga vui mừng chia sẻ. Đây là thành quả về sự nỗ lực không ngừng của chị em trong năm qua. Thành quả này cũng không đơn thuần về vật chất mà cả về mặt tinh thần. Đó chính là sự gắn bó, đoàn kết, cùng chia sẻ với nhau, cùng giúp nhau có ngôi nhà mới khang trang, sạch sẽ, ấm áp, để từ đó có động lực vươn lên làm kinh tế, ổn định đời sống gia đình. Nói đến ngôi nhà thì ai cũng ước ao có một cái căn nhà, và từ đó thì khi mà họp hội phụ nữ thì chị em đã có một cái dự định là sẽ làm một cái căn nhà, và bên cạnh đó thì chị em cùng có những cái số tiền rảnh rỗi mà họ không có sử dụng vào cái mục đích nào đó thì họ cho chị em vay để hỗ trợ làm nhà, và từ đó thì từ một cái hang ngang nhà rồi nó nhân rộng thêm rất là nhiều nhà, và từ đó thì nhiều chị em được có một cái căn nhà đẹp để có thể xây lên, cũng là một phần vốn của gia đình và một phần là chị em cùng nhau hỗ trợ để xây được một cái căn nhà cũng như là gia đình có thể ở. Như nhiều hội viên phụ nữ khác, chị Ca Đỡ không giấu được niềm vui khi sống trong căn nhà mới. Với kinh phí xây dựng lên đến trên 400 triệu đồng, 2/3 trong số đó là nguồn vốn tích góp của gia đình từ nhiều năm qua. Số còn lại được một số chị em cùng góp lại cho vay không tính lãi. Chị vui mừng cho biết, đây thật sự là niềm vui lớn, bởi việc xây dựng căn nhà, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không dễ dàng khi kinh tế còn nhiều khó khăn. Không riêng gia đình chị, mà rất nhiều chị em trong chi hội đã được hỗ trợ, được giúp đỡ và thực hiện ước mơ nhà mới. Có căn nhà này thì nói chung gia đình rất là vui. Một phần là làm nhà này là chủ yếu là phần vốn từ gia đình tích góp để lại nhiều năm. Còn lại thì cũng được sự giúp đỡ chị em, 5-6 chị em hội viên góp vốn vô để xây dựng. Bây giờ có nhà rồi thì gia đình cũng lo xây dựng kinh tế, phát triển kinh tế để mình có thêm nguồn vốn để trả lại cho chị em mà mình đã mượn rồi, mình có thể mình dư thêm mình giúp các chị em khác nữa. Mô hình giúp nhau xây nhà đẹp đang được đánh giá là mô hình đem lại hiệu quả thiết thực khi đáp ứng nhu cầu thực tế về nhà ở của hội viên phụ nữ tại địa phương. Với 154 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số, trong tổng số 177 hội viên đang sinh hoạt tại chi hội phụ nữ thôn Nao Sari. Năm qua, từ phong trào này, đã có đến 20 hội viên có vốn xây dựng được 20 căn nhà kiên cố khang trang sạch đẹp, với kinh phí xây dựng từ 150 đến trên 400 triệu đồng một căn. Chị em cho biết, với tinh thần tương thân tương ái, năm nay chi hội vẫn sẽ vận động các hội viên có điều kiện kinh tế khá giả, đóng góp từ 5 đến 20 triệu đồng không tính lãi để giúp hội viên khó khăn chưa có nhà ở có vốn xây nhà. Đến bây giờ thì nói đến cái hiệu quả của chương trình mô hình xây nhà đẹp á, thì bây giờ nó rất là tốt đẹp. Và bây giờ là dự định nếu mà sau này mà có chị em nào mà có dự định làm nhà thì tiếp tục sẽ nhân rộng thêm những cái mô hình này để phát triển. Nên nói chung là kinh tế của xã hội và giúp cho nhiều chị em có thêm những cái nhà đẹp hơn. Trên con đường vào buôn Nao Sari đã được nhựa hóa, những ngôi nhà mới khang trang mọc lên ngày một nhiều.
niềm vui, sự phấn khởi của bà con hiện lên rạng rỡ trên từng nét mặt. Tin rằng đây sẽ thực sự là khởi đầu tốt đẹp vào cuộc sống của hội viên phụ nữ thôn Nao Sari, xã Lộc Nga nói riêng, phụ nữ trên địa bàn Bảo Lộc nói chung sẽ ngày càng ấm no, sung túc hơn nhờ vào tinh thần vượt khó vươn lên và tấm lòng tương thân tương ái, đoàn kết giúp nhau. Trên nương đồi nghe trẻ xanh lao xao, nón trắng nhấp nhô, tay em hái chè thoăn thoắt, những con đường ngào ngạt hương chè ngất ngây. Bâng khuâng lần đầu đặt chân, nhấp chén trà thơm từ tay em rót, vì chát cuộc đời chất chiêu thành vị ngọt, hương vị thơm đậm đà nồng ấm, hương chè bờ lao trong câu chuyện làm quen. Trên nương đồi nghe trẻ xanh lao xao, nón trắng nhấp nhô, tay em hái chè thoăn thoắt, những con đường ngào ngạt hương chè ngất ngây. Bâng khuâng lần đầu đặt chân, nhấp chén trà thơm từ tay em rót, vì chát cuộc đời chất chiêu thành vị ngọt, hương vị thơm đậm đà nồng ấm, hương chè bờ lao trong câu chuyện làm quen. Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi độ xuân về, chúng ta lại thấy hình ảnh của những chiếc áo xanh quen thuộc hiện diện trên khắp các nẻo đường. Những chiếc áo xanh ấy như góp phần tô thắm cho mùa xuân thêm hạnh phúc. Và họ không chính ai khác là những đoàn viên thanh niên với mong muốn góp một phần sức trẻ của mình mang đến cho đất nước Việt Nam nói chung và thành phố Bảo Lộc nói riêng một mùa xuân thêm phần ý nghĩa. Tết đến xuân về cũng là lúc chúng ta lại nghĩ đến sự sum vầy, đoàn tụ, là lúc để những người con xa quê hương về lại với gia đình, cùng hưởng một mùa xuân ấm áp bên gia đình và người thân. Thế nhưng không phải ai cũng may mắn có được niềm vui ấy, bởi có những người vì hoàn cảnh khó khăn và vì lý do nào đó không thể về cùng gia đình. Cũng có những số phận không nơi nương tựa hay những trẻ em mồ côi như cảm thấy chạnh lòng hơn mỗi khi Tết đến xuân về, khao khát có được niềm hạnh phúc giản dị ấy. Cảm thông và chia sẻ với những số phận không may, và trên hết cả là những trái tim trẻ đầy nhiệt huyết, thấm nhuần đạo lý của dân tộc Việt Nam, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, lá lành đùm lá rách,
Thành đoàn thành phố Bảo Lộc với các đoàn viên trong màu áo xanh tình nguyện, với mong muốn được mang sức trẻ của mình để làm một điều gì đó thật ý nghĩa cho cộng đồng, cho xã hội, đặc biệt khi một mùa xuân nữa lại về. Với mong muốn mang đến cho những thanh niên công nhân xa quê đón một mùa Tết cổ truyền nhiều ý nghĩa, những đoàn viên của Thành đoàn thành phố Bảo Lộc đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng mang đến các chương trình giao lưu văn nghệ, tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho các thanh niên công nhân vui Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Toàn thể các anh chị em được công ty và bên các lãnh đạo tổ chức cho một cái buổi tiệc và như vậy là rất là vui, rất được hạnh diệu. Dạ, em cũng chúc cho các anh chị em thì một năm mới thì vui tươi, hạnh phúc chẳng và mỗi ngày một đi lên. Hàng năm cứ mỗi độ xuân về thì tất cả các công nhân trên đất nước Việt Nam, công nhân lao động đều tất bật lo Tết. Thì những cái chương trình như thế này sẽ giúp được cho một số công nhân ở xa cũng như công nhân nghèo, lao động nghèo được hỗ trợ một phần nào đó để có cái Tết sum vầy với gia đình, có cái Tết được đầm ấm. Thì tôi nghĩ rằng chương trình này nên nhân rộng ra các năm tiếp theo nữa và nhân rộng hơn nữa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và tiến tới là trên địa bàn cả nước. Tức là tuy là hôm nay là đơn vị tỉnh Lâm Đồng, Đoàn Thanh niên tỉnh Lâm Đồng là tổ chức, thì cũng mong rằng các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ lớn sẽ san sẻ những cái khó khăn của công nhân lao động. Tham gia cái chương trình này thì em cảm thấy đây là một chương trình rất là ý nghĩa vì họ tạo điều kiện để chăm sóc cho những người công nhân có điều kiện về nhà thăm Tết và cũng như là họ sẽ có một cái Tết đầm ấm vui vẻ hơn. Và em hy vọng thì nhiều năm tới nữa cũng sẽ tổ chức được nhiều chương trình như vậy để mang lại niềm vui hơn với các công nhân ạ. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động giao lưu văn nghệ, trao những phần quà cho các công nhân có một cái Tết sum vầy, Thành đoàn thành phố Bảo Lộc còn tổ chức hội thi gói bánh chưng và làm mứt Tết để chào một mùa xuân mới, một hoạt động nằm trong chương trình chăm lo Tết Nguyên đán 2018 nhằm khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cùng chung tay thắt chặt tình đoàn kết, xây dựng quê hương đất nước của tuổi trẻ thành phố Bảo Lộc. Hoạt động này không chỉ là dịp để các chi đoàn giao lưu, học hỏi các kinh nghiệm làm bánh chưng và mứt Tết, mà trên hết cả là tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tình nguyện vì cộng đồng và an sinh xã hội, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam khi những chiếc bánh chưng và những hộp mứt Tết được trao tặng cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, người già neo đơn, các trẻ em mồ côi cơ nhỡ. Với hy vọng những món quà tuy nhỏ bé này sẽ truyền tải bức thông điệp rộng lớn của trái tim của các đoàn viên thanh niên, của tuổi trẻ thành phố Bảo Lộc. Đây là cái lần đầu tiên mình tham gia cuộc thi làm mứt do Thành đoàn Bảo Lộc tổ chức. Thì đây là cái món mứt dừa mà màu vàng này được xem từ cái hoa rành rành, tượng trưng cho sắc hoa xuân. Mong muốn của cái cuộc thi này thì ban tổ chức cũng đã nói luôn là cái nội dung cuộc thi này là mình sẽ ủng hộ và mình sẽ đi làm giúp cho những cái người gặp hoàn cảnh khó khăn. Ý nghĩa của cái cuộc thi này là vậy. Đây là lần đầu tiên mình được tham gia gói bánh chưng vào dịp xuân mới. Thực sự là mình cảm thấy rất là vui nè, và cảm thấy những cái việc làm của tụi mình thật là ý nghĩa. Mong là những cái chiếc bánh chưng gói gắm những tình cảm của chúng mình, của tất cả mọi người dành cho những gia đình nghèo khó, và chúc mọi người sang năm mới là ấm no, hạnh phúc và sức khỏe dồi dào. Có thể nói, Thành đoàn thành phố Bảo Lộc thông qua các hoạt động tình nguyện đã tạo nên một động lực thôi thúc mỗi cá nhân hướng đến những giá trị nhân văn và ấn tượng tốt đẹp cho xã hội, rèn luyện kỹ năng sống và yêu thương cộng đồng. Còn điều gì tuyệt vời hơn thế? Đẹp ngàn đời.
Chào cao nguyên ngã xanh, xôn xao gió núi đại ngàn, thác kiều hùng đang ri, chốn sâu rừng bao la vẫn reo ca, cùng non sông gấm hoa, đồi tre mơn man gió, lá non hương trà thơm, sắc tơ chờ em khoe áo mơ. Ta cùng nhau nhìn theo cổng chiêng hát ca vang lừng, cho đàn hươu đàn nai bầy chim ngẩn ngơ ngây ngất. Đây vờ lao ngày nào đã mang tên Bảo Lộc, cùng nắm tay đoàn kết Kinh Mã ơi. Chào đón người mọi miền cùng đến đây hòa nhịp đời, chào đón những trái tim mang nồng ấm bên nhau tình thân, chào đón một ngày mai rạng rỡ thêm trời bao lộc, thành phố hương sắc cha tơ vững bước niềm tin đầy vùng đất đẹp ngàn đời. Chào cao nguyên ngã xanh, xôn xao gió núi đại ngàn, thác kiều hùng đang ri, chốn sâu rừng bao la vẫn reo ca, cùng non sông gấm hoa, đồi tre mơn man gió, lá non hương trà thơm, sắc tơ chờ em khoe áo mơ. Ta cùng nhau nhảy theo cùng chiêng hát ca vang lừng, cho đàn hươu đàn nai bầy chim ngẩn ngơ ngây ngất. Đây bờ lao ngày nào đã mang tên Bảo Lộc, cùng nắm tay đoàn kết Kinh Mã ơi. Chào đón người mọi miền cùng đến đây hòa nhịp đời, chào đón những trái tim mang nồng ấm bên nhau tình thân, chào đón một ngày mai rạng rỡ thêm trời bao lộc, thành phố hương sắc cha tơ vững bước niềm tin đầy vùng đất đẹp ngàn đời. Chào đón người mọi miền cùng đến đây hòa nhịp đời, chào đón những trái tim mang nồng ấm bên nhau tình thân, chào đón một ngày mai rạng rỡ thêm trời bao lộc, thành phố hương sắc cha tơ vững bước niềm tin đầy vùng đất đẹp ngàn quý vị và các bạn thân mến. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình phố Bảo Lộc xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tết đến rồi, Tết đến trong tim bạn ơi.
rêu rắn ngàn muôn hoa xuống đời. Vui chúc bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đèn trong tiếng cười cho kiếp người tìm thấy.